Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, Huawei P Smart Set là sản phẩm có cái tên khá là lạ lùng. Chính là smartphone đầu tiên của công ty Huawei sở hữu hệ thống camera selfie thò thụt được liệt kê trên trang web Amazon tại Ý với mức giá là 313 USD, tức là khoảng 7,3 triệu đồng. Huawei P Smart Set đi kèm với màn hình LCD 6,59 inch không tai thỏ, hỗ trợ độ phân giải Full HD cộng 2340x1080px và tỷ lệ màn hình là 19,5:9. Ở mặt sau điện thoại của chúng ta sẽ có một thân máy làm bằng chất liệu kính, hệ thống camera kép xếp dọc. Hệ thống camera này thì sẽ bao gồm một cảm biến chính có độ phân giải là 16 megapixel với khẩu độ là f1.8 và camera thứ hai sẽ là cảm biến đo độ sâu là 2 megapixel với khẩu độ là f2.4. Còn với camera selfie thì chúng ta sẽ có một camera selfie là 16 megapixel và các bạn sẽ chỉ mất có 1 giây để mở và đóng camera selfie này. Hãng cho biết là đã thử nghiệm camera selfie thò thụt này với chu kỳ kéo dài tới 100.000 lần và có thể chịu lực trọng lượng tối đa lên tới 12 kg. Còn về cấu hình thì Huawei P Smart Set được trang bị bộ vi xử lý cây nhà lá vườn là Kirin 710F đi kèm với dung lượng RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và người dùng có thể mở rộng dung lượng qua khe cắm thẻ nhớ microSD nhưng với dung lượng tối đa là 512GB. Với giá bán tầm trung đồng nghĩa với việc là máy không có cảm biến vân tay trong màn hình, thay vào đó thì các bạn sẽ có một cảm biến truyền thống ở mặt sau. Với Huawei P Smart Set thì sẽ có pin là 4000 mAh và nhà sản xuất thì không đề cập đến khả năng sạc nhanh của thiết bị. Nó cũng không sử dụng USB Type-C mà thay vào đó sẽ là cổng micro USB. Cuối cùng, Huawei P Smart Set sẽ chạy hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện người dùng EMUI 9.0 và sẽ có 3 màu sắc để các bạn có thể lựa chọn, đó là Midnight Black, Emerald Green và Sapphire Blue. Các bạn mến, trong vài tuần gần đây thì có rất nhiều những tin đồn cho rằng là Xiaomi sắp ra mắt bộ đôi Mi A3 và Mi A3 Lite. Hai mẫu smartphone Android này sẽ nối tiếp A2 và A2 Lite ra mắt năm ngoái. Mới đây thì Xiaomi ở Ấn Độ đã đăng tải một bức ảnh hé lộ về mẫu smartphone mà hãng này chuẩn bị ra mắt. Theo đó thì những gì hiển thị trong ảnh có vẻ như là Mi A3 sẽ có tới 3 camera sau. Và thú vị hơn thì mới ngày hôm qua ngày 8 tháng 5 thì Tổng Giám đốc Xiaomi tại Ấn Độ kiêm Phó Chủ tịch Toàn cầu Manu Kumarajan đã xác nhận rằng là Xiaomi sẽ sớm tung ra một vài điều bất ngờ cho người dùng. Và vị giám đốc này cũng đã chia sẻ rằng sản phẩm mới sẽ được bán độc quyền qua Flipkart tại Ấn Độ. Tháng trước, đích thân ông cũng đã tiết lộ rằng smartphone tiếp theo của Xiaomi sẽ dùng con chip Snapdragon 700 series. Vì thế thì nhiều khả năng là Mi A3 sẽ được trang bị một trong số các con chip là Snapdragon 710, 712 hoặc là thậm chí là 730. Lục lọi mã nguồn MIUI thì các nhà phát triển của HDA Developer thì cũng đã phát hiện ra rằng Xiaomi đang triển khai hai mẫu smartphone Android One mang tên là Bamboo Sprout và Cosmos Sprout tương ứng với Mi A3 và Mi A3 Lite. Dự kiến thì 3 camera sau của hai smartphone này, đặc biệt là Mi A3 thì sẽ bao gồm cảm biến chính 48MP, camera góc rộng 13MP và camera chụp xa là 8MP. Hiện thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt của hai sản phẩm này. Các bạn mến, lần đầu tiên có vẻ như Sony đã tìm được đối tác mới để sản xuất mô đun máy ảnh trên smartphone của họ. Mặc dù thực tế là công ty này cung cấp cảm biến cho phần lớn các hãng smartphone lớn trên thế giới, bao gồm cả những chiếc điện thoại cao cấp hiện nay, hình ảnh của mô đun 3 camera đã bị rò rỉ trên một trang web của Trung Quốc. Và khi kiểm tra kỹ hơn, sẽ thấy dòng chữ đó là MRLVUSB có thể được phát hiện bởi các giải băng của module này. Thực tế là Zeiss cung cấp một dòng ống kính có cùng tên. Vì vậy, cụm 3 ống kính này, rộng, zoom và siêu rộng, nhiều khả năng sẽ được sản xuất bởi nhà sản xuất ống kính Zeiss của Đức. Sony đã làm việc với Zeiss trong các doanh nghiệp của mình, đặc biệt là các máy ảnh CyberShot. Zeiss cũng có thể chế tạo ống kính cho máy ảnh không gương lật của dòng Alpha cao cấp của Sony. Báo cáo cũng tương tự chỉ ra một cảm biến máy ảnh do Samsung sản xuất với kinh nghiệm của Sony Alpha để tạo ra trải nghiệm máy hàng đầu. Và X-Bra1 dự kiến sẽ tạo ra một cú hích cho Sony trong năm nay. Và điện thoại đã được công bố lần đầu vào tháng 2 tại MWC và vẫn chưa rõ là thời điểm lên kệ của smartphone này là bao lâu. Hiện tại thì điện thoại được đồn đại sẽ lên kệ vào tháng 6 tới đây. Được biết là X-Bra1 sẽ trang bị màn hình OLED 6,5 inch với độ phân giải là 4K+, trên tỷ lệ khung hình là 21:9. Hy vọng là công ty cũng sẽ tung ra biến thể 5G trong thời điểm tới. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!